Kim chi hộp gì lộn gì kìa. Ủa anh Hạnh. Hạnh cái gì? Anh Hạnh sao vậy? Tất cả mọi người im lặng. Dạ. Kim chi. Kim chi. Dạ dạ. Cô biết ra cái kiểu gì? Cô biết là tôi nhục nhã khi mà giới thiệu cô là nhạc sĩ không? Hả? Hả? Cô học nhạc ở đâu? Thầy cô nào dạy cho cô vậy hả? Cô viết nhạc dở ẹt. Một cái bài hát như vậy cô viết để người ta chửi vô trong bản mặt của tôi, cô biết không? Hả? Dạ. Cô viết bằng tay, bằng chân. Cô không viết bằng cái não của mình. Cô không phải là nhạc sĩ. Tôi khẳng định cô không phải là nhạc sĩ. Anh Hạnh! Em tin rốt cho anh uống đi mà. Anh bức xúc quá. Anh tạ cho anh tỉnh. Tại vì anh Hạnh ơi, anh kiềm chế lại nha anh Hạnh ơi. Ờ, tôi đang ở đâu vậy? Nhà em. Em. Anh Hạnh anh qua nữa hả? Sai. Em sai lắm. Em sai với bản thân anh, em sai với gia đình, em sai với dòng họ bên nội bên ngoại của em. Dạ. Anh khẳng định một lần thứ hai là em không phải nhạc sĩ. Không có nhạc sĩ nào viết cái nhạc nó dở như vậy. Em biết mỗi lần đưa nhạc cho người ta nghe, người ta chửi trong đầu của anh. Em đâu có đầu đâu, em cảm giác được điều đó. Anh không thích bài hát. Không. Làm sao thích được? Làm sao thích được cái loại nhạc đó? Cái loại nhạc đó ai viết? Em viết. Em viết. Em còn dám nhận em giết hả? Đừng nói gì hết. Trả tiền cho anh đi. Em không xứng đáng nhận cái đồng tiền từ nghệ thuật đó. Hả? Trả tiền cho anh. Anh muốn gì để em làm cho anh nha. Thôi khỏi Hạnh, khỏi Hạnh. Trời ơi, chỗ đây sao đẹp quá vậy em? Dạ. Nè. Dạ. Trong thời gian vừa qua đó, anh không có tới đây. Dạ. Anh nghĩ là chú mày á, không biết làm cái gì và bắt đầu từ đâu đúng không? Em hoang mang quá. Công ty mình hoạt động rồi, cho nên nó công việc cũng nhiều lắm. Dạ. Dạ là em biết mà, nền kinh tế bây giờ nó như thế nào thì em cũng hiểu. Ha. Vì vậy anh em mình phải mạnh dạn giật công ty mình đi lên. Dạ em biết, em lúc nào cũng sẵn sàng hết anh. Ừ, đây dạ. Là tốt. Anh mình tham quan nhẹ cái phòng mình cái anh. Rồi dạ. Để coi cái chỗ đó. Này đẹp quá anh ơi. Dạ trong kịch ti kỳ này lên à. Làm lên anh ơi. Anh cho em hai phần mì nha, một có trứng với một xúc xích nha. Ủa cái gì vậy? Dạ nó có cái hiểu lầm. Trời ơi, đây đâu phải nhà hàng đâu mà cứ vô kêu cái gì vậy trời. Anh để tham gia anh coi cái view sân vườn ngoài đây đẹp lắm. Thôi đi. Để anh đi ngoài cái. Dạ.
cái nhà hàng là lúc giống như thợ sửa bồn cầu vậy anh, ngồi ghê luôn á. Là Kim Chi ơi, điện thoại nữa kìa. Điện thoại hả? Thôi đừng nghe bà, chắc là quản lý gọi hối bài đó, tôi còn chưa viết xong nữa nè, con lu bu quá trời luôn. Ừ. Ủa, anh Hạnh gọi bà ơi. Ai? Bà quản lý. Anh Hạnh. Anh rể hả? À. Chết rồi, bài hát quảng cáo. Ôi trời, cái bài hát quảng cáo. Anh hội anh nhắc bài hát quảng cáo mà tôi còn chưa viết gì nữa. Bây giờ tôi nghe tôi biết nói gì giờ bà. Vậy hả? Vậy không ai để tôi nghe cho. Rồi tôi nói với ảnh đó là bà bận bà không có ở nhà ha. Ê thôi, nhưng mà không được thôi, để tôi nghe cho. Trời ơi, để tôi. À, dạ em đây anh Hạnh. Alo Kim Chi, bài hát em viết xong chưa? Bữa nay tụi anh muốn nghe nè. Cái bài hát đó nó đang hay anh cho em thêm thời gian đi thì cái bài hát nó sẽ. Bài. Không được, ngày mai tụi anh duyệt rồi. Ngày mai duyệt rồi hả? Nhanh giùm anh nha. À, gần xong rồi anh. À. Trời ơi, từ đây tới chiều sao mà tôi viết kịp đây trời. Bây giờ trong đầu tôi còn chưa có chữ nào hết trơn á. Mà bà bận vậy rồi tự nhiên bà nhận làm cho anh Hạnh chi vậy? Tôi cũng đâu muốn đâu, tại tôi không có từ chối ảnh được. Sao vậy ta? Tại sao mà mình không thể đánh thắng nó? Mình thua nó không vậy? Nó đánh thầy hay là tại mình đánh dở? Trời ơi, đừng ngu nè. Nội ơi nội. Nội có gì ăn không nội? Nói bụng quá. Đồ ngu. Nội, con có làm sao sao nội chửi con ngu? Ai cũng nói mình là thằng bài. Tại sao không thể thắng nó được chứ? Phải thắng nó một bàn mới đáng nguyện. Alo, có rồi hả cưng? Dạ, em mới vừa gửi cho anh đó anh Hạnh. Anh nghe thử demo coi làm sao nha. Rồi, vậy anh nghe thử nha. Anh chờ nãy giờ mà. Trời ơi, nếu mà có thời gian vui vẻ hả, em sẽ còn viết hay hơn nữa. Anh cứ nghe thử rồi cho em biết cảm nhận nha. Yên tâm đi, anh biết nghề của em mà. Rồi, để anh tải về anh nghe nha. Rồi. Có nè anh. À vậy hả? Dạ, để em tải về cái cho anh nghe. Đến với chúng tôi để kiếm thêm tiền. Thời cơ không đến sao kiếm tiền đây. Công ty chúng tôi, công ty Hành Thắng, là nơi tiền đến và nhiều phúc lợi. Có những trường và hơi chất lượng, là nơi tốt nhất mau nào tiền vô. Công ty Hành Thắng. Sao rồi anh? À, cái nhạc á em nghe được á. Thiệt á anh? Trời hên quá à. Nếu mà có thời gian nha, em sẽ còn viết hay hơn nữa. Thật sự là khả năng của em hơn như vậy nhiều á anh. Tại vì cũng bận quá. Không. À, nghe rõ lời lắm. Dạ, vậy thì mừng quá. Vậy thôi nha anh Hạnh. Cảm ơn anh nha, bye bye. Vậy chạy nha em. Em làm ăn cái kiểu gì vậy?
vậy? Ai vậy? Ủa? Anh Hạnh. Anh Hạnh ơi. Kim Chi ơi. Kim Chi ơi, té 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 hả? Kim Chi hồn gì lộn gì kia? Ủa? Anh Hạnh. Hạnh cái gì? Anh Hạnh sao vậy? Tất cả mọi người im lặng. Dạ. Kim Chi. Kim Chi. Dạ dạ. Cô biết ra cái kiểu gì? Cô biết là tôi nhục nhã khi mà giới thiệu cô là nhạc sĩ không? Hả? Hả? Cô học nhạc ở đâu? Thầy cô nào dạy cho cô vậy hả? Cô viết nhạc dở ẹt. Một cái bài hát như vậy cô viết để người ta chửi vô trong bản mặt của tôi, cô biết không? Hả? Dạ. Cô viết bằng tay, bằng chân. Cô không viết bằng cái não của mình. Nhưng... cô không phải là nhạc sĩ. Tôi khẳng định cô không phải là nhạc sĩ. Anh Hạnh! Em tính rốt cho anh uống nhưng mà anh bức xúc quá. Anh tạ cho anh tỉnh. Tại vì anh Hạnh ơi, anh kiềm chế lại nha anh Hạnh ơi. Ờ, tôi đang ở đâu vậy? Nhà em. Em cô giáo Diệu Hiền. Anh tỉnh chưa anh? Em xin lỗi. Dạ. Xin lỗi anh. Vậy. Anh toilet, toilet. Ê, sao mà thang máy gì kiến không chị? Anh Hạnh ơi. Anh ơi. Dạ, toilet. Trời ơi, xin lỗi, anh biết toilet mà. Anh vô, anh thấy ai chiên khoai lang không tha mở là anh biết. Ủa, anh về á. Anh cảm. Anh đi về đây. Cửa bên này. Yeah. Hồng ốc nhiều quá ha. Trời ơi, hết hồn hết vía luôn á. Cái gì vậy? Trời, thiệt tình luôn á. Anh không có thích bài hát mà anh không có chịu nói với tôi. Kêu tôi sửa. Thôi. Trời, qua nói vậy. Chắc cũng một phần anh xỉn mà anh không có làm chủ được. Thôi không có sao đâu, đừng có giận ảnh nha. Mai mốt rồi nói chuyện lại. Đâu có giận gì đâu, đã tôi nói là tôi bận rồi à. Mà cứ hồi 1, 2 bắt tôi viết. Có thời gian rảnh đâu mà viết. Gấp quá sao viết hay được. Anh nghe nè Kim Chi ơi. Dạ, em có sửa lại bài hát mới rồi đó. Anh coi thử coi làm sao nha, anh nghe thử đi. Ủa, em gửi bài hát cho anh nữa hả? Sao vậy? Bài cũ nghe cũng ok mà. Ủa, hồi tối hôm qua anh tới nhà em mà anh không nhớ hả? Không, anh không nhớ thiệt á Kim Chi. Trời, anh còn chê là bài hát của em không được hay nữa mà. Nhưng mà không sao đâu. Bây giờ em viết lại bài mới rồi, anh cứ nghe thử đi coi sao. Rồi anh nghe sao rồi anh báo lại với em liền ha. Xin lỗi anh nha, tại vì thời gian cũng không có cho nên là em viết không được hay cho lắm. Ủa mà anh Kim Chi, anh nói thiệt là anh không nhớ gì luôn á Kim Chi. Em gửi cho anh rồi hả? Rồi anh cảm ơn em nha. Anh ơi. Đây có bài nhạc mới nè, anh nghe thử lại giùm em cái. Dạ đây. Anh nghe thử giùm em. Anh nghe nè Kim Chi ơi. Anh Hạnh. Anh sao rồi anh Hạnh? Cái này nghe chất hơn cái trước nữa. Một bài hát đó. Đi vào lòng người. Có thể xếp vào dạng huyền thoại đó em. Hay thiệt không anh? Anh nghe rồi hả? Giờ không biết nói sao luôn á. Chỗ nào cũng vừa lắm rồi. Vừa lắm. Em ơi, cảm ơn em nha. Hay thiệt không vậy trời? Sao vậy bà? Vậy ta? Ê, bộ anh chịu bài đó rồi hả? Tôi cũng không biết nữa bà ơi, hên xui à. Em đòi tiền lại đi. Bài nhạc gì mà kỳ quá. Bây giờ phải đòi tiền lại. Ai vậy?
Anh Thắng hả? Em đòi được tiền rồi. Cổ nói là cổ sẽ chuyển khoản cho mình. Dạ anh yên tâm chuyện tiền bạc đi nha. Em sẽ kiếm nhạc sĩ khác nha. Hả? Anh kiếm luôn hả? Dạ 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 dạ. Vậy nha anh.